Xin chào các bạn, mình là Bé Con đây và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Bây giờ thì có lẽ là đã rất nhiều bạn đã quá quen thuộc với việc mà các bạn sử dụng Ayaka cầm chấn hay là các bạn sử dụng những cây kiếm khác 5 sao như là cây bàn nham hay là cái cây kiếm trước phong. Nhưng mà mình nghĩ là có rất là nhiều bạn đang phân vân giữa việc là lựa chọn những vũ khí 4 sao dành cho nhân vật Ayaka và không biết là nên xài cái vũ khí nào thì nó là trường hợp tốt nhất. Thì trong cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích về những cái vũ khí 4 sao và đưa ra những cái nhận định của mình về những cái vũ khí này. Và hy vọng là qua cái video này thì các bạn có thể là nhận định được là khi nào chúng ta nên sử dụng vũ khí nào. Và tùy vào sở thích của các bạn cũng như là mong muốn thì các bạn có thể lựa chọn cái vũ khí phù hợp cho nhân vật Ayaka của mình nhé. Và lưu ý thì đây là mình chỉ nói về vũ khí 4 sao thôi. Thế còn về vũ khí 5 sao thì mình nghĩ là các bạn đã quá quen thuộc với lại việc là cầm chấn hay là cầm bàn nham rồi. Nên là mình sẽ không nói về vũ khí 5 sao nữa. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào vũ khí 4 sao thôi. Ok nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái vũ khí đầu tiên dành cho nhân vật Ayaka nào. Cái vũ khí đầu tiên mà mình nghĩ là các bạn đang quan tâm nhiều nhất đó chính là cái đoạn đao Amenoma. Thì về cái vũ khí này thì mình sẽ nói qua về những cái ưu và những cái nhược điểm của cái vũ khí này để cho các bạn có thể là nắm được cái tình hình. Về ưu điểm thì cái cây kiếm này nó là một cây kiếm mà dành gần như là hoàn toàn dành cho các bạn F2P. Bởi vì cái kiếm này thì các bạn chỉ cần sử dụng cái phôi và các bạn rèn ở trong cửa hàng rèn thôi. Thì cái này thì nó rất là phù hợp dành cho những bạn nào mà không có điều kiện kiếm được những cây kiếm xịn hơn. Thì đấy chính là cái ưu điểm đầu tiên. Và mình nghĩ đây nó cũng sẽ là một cái ưu điểm lớn nhất của cái cây kiếm này. Cái ưu điểm thứ hai của cây kiếm này đó là cái nội tại của cái cây kiếm này nó sẽ cho các bạn cái chỉ số, đó là chỉ số tấn công phần trăm từ cái dòng phụ của cái cây kiếm này. Thì nó cũng rất là phù hợp với Ayaka, một nhân vật chơi theo thiên hướng tấn công. Đấy là cái thứ hai. Và cái ưu điểm thứ ba ở đây đó là cái dòng búp của cái cây kiếm này, đó là nó sẽ cho các bạn hồi năng lượng nguyên tố khi mà các bạn sử dụng cái kỹ năng nguyên tố. Thì cái điều này thì nó sẽ rất là phù hợp cho Ayaka, đặc biệt là với những cái bạn nào mà không có quá nhiều hiệu quả nạp ở trong cái thánh dư vật của mình, và cũng như là các bạn đang muốn hướng nhân vật Ayaka của bạn đó là tuần hoàn combo, hay mình vẫn hay gọi đó là động cơ vĩnh cửu ấy. Thì cái cây kiếm này là cái kiếm mà nó cực kỳ phù hợp với các bạn. Và chính vì cái cây kiếm này nó cho các bạn một cái lượng tấn công tương đối là ổn. Tất nhiên là tấn công cơ bản thì nó không được cao cho lắm, nhưng mà về cơ bản thì cây kiếm này nó cũng sẽ cho các bạn tổng cái lượng tấn công ấy nó cũng sẽ khá là lớn. Nên là sát thương đầu ra của cây kiếm này thì nó rất là ổn. Chưa kể là các bạn còn có thể tuần hoàn combo nữa. Thì đấy chính là những cái ưu điểm của cây kiếm này. Thực ra nó sẽ còn một cái ưu điểm nhỏ nữa của cây kiếm này, đó là các bạn không cần phải tinh luyện cao lên cây kiếm này để làm gì. Các bạn thích thì các bạn lên tinh luyện cao thôi, thế còn không thì thôi, cũng chẳng ai ép các bạn cả. Bởi vì là cái nội tại từ cái búp của cái cây kiếm này nó sẽ cho các bạn cái điểm năng lượng nguyên tố khi mà các bạn sử dụng kỹ năng thôi. Thì các bạn tinh luyện càng cao thì các bạn hồi được càng nhiều. Thế thì các bạn là các bạn thích thì các bạn lên, còn các bạn không muốn thì thôi, các bạn chế một cây các bạn cầm cũng được, chẳng sao cả. Thì đấy chính là cái ưu điểm của cái cây kiếm này. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần nhược điểm của cái cây Amemona. Thì cái nhược điểm của cây Amemona này thì nó có một cái nhược điểm, đó là cái cây Amemona này cái tấn công cơ bản của nó thực sự không cao. Cái cây kiếm này thì cái tấn công cơ bản của nó là khi mà các bạn lên level 90 ấy, nó chỉ được tầm 454 thôi. Thì cái chỉ số này nó không phải là một chỉ số cao với một thanh kiếm đơn. Mà với cái việc mà các bạn tấn công cơ bản nó thấp thì dẫn đến việc là những cái tấn công phần trăm từ cái thấy di vật của các bạn ấy nó sẽ bị thấp đi. Cho nên là đấy chính là cái nhược điểm của cây kiếm này. Và một cái nhược điểm nữa đó là cái dòng búp của cái cây kiếm này ấy, thì nó chỉ đơn thuần nó cho các bạn thêm cái năng lượng nguyên tố thôi. Thế còn ngoài ra thì nó không cải thiện cho các bạn thêm gì về cái sát thương đầu ra. Nên là nếu như các bạn nào đang muốn một cái lượng sát thương đầu ra mà nó to ấy, và nó các bạn muốn đi sống ảo những cái lượng đam nó khủng khiếp ấy, với cái thanh kiếm 4 sao thì cái Amemona nó sẽ không phải là sự lựa chọn tốt dành cho các bạn. Thì đây chính là cái phần ưu và nhược điểm của cây kiếm này. Vậy thì khi nào chúng ta nên dùng cái cây Amemona này? Đầu tiên thì chắc chắn là việc là các bạn là một người chơi thuần F2P. Các bạn không có điều kiện để nạp Battle Pass, cũng như là các bạn roll nó không ra được cây ánh sáng đi sương mù. Có thể là các bạn bị lệch sang vô công, hoặc là các bạn bị lệch sang một cái vũ trụ nào khác. Thì lúc đấy thì cái Amemona nó sẽ là cái sự lựa chọn tối ưu thôi. Thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng cây kiếm này thì các bạn đang cần một cái thanh kiếm gì đấy giúp cải thiện cái khả năng nạp của nhân vật Ayaka. Thì cái Amemona nó sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt. Ví dụ như các bạn muốn chơi một cái team mà các bạn muốn tuần hoàn combo ấy, theo kiểu là Ayaka, Senhi rồi kết hợp cùng với lại Phong và Nước để chơi cái tuần hoàn combo spam nộ ấy, thì lúc đấy thì cái thanh Amemona nó cũng là một sự lựa chọn. Đấy, nó vừa là đáp ứng cái tiêu chí F2P và vừa đáp ứng cái tiêu chí đó là tuần hoàn combo. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng cái cây kiếm đó là Amemona. Ok nhá, vậy là chúng ta đã xong với cây kiếm đầu tiên. Tí nữa thì mình sẽ có một vài những cái so sánh giữa các cây kiếm với nhau. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang chỉ phân tích về cái ưu nhược điểm của từng cây kiếm này thôi. Ok nhá. Bây giờ chúng ta đã sang đến cái thanh kiếm tiếp theo mà chúng ta hay sử dụng cho Ayaka. Ok, cái thanh kiếm đơn thứ hai mà chúng ta hay sử dụng cho Ayaka mình thấy là các bạn hay thắc mắc nhất, đó chính là cái cây kiếm đen. Thì cây kiếm đen này thì về ưu điểm
thì nó sẽ cho các bạn một cái lượng tỷ lệ khá là ổn với 27% ở level 90. Thì cái này nó sẽ bổ sung một lượng tỷ lệ ok cho Ayaka để Ayaka các bạn có thể là bạo kích nhiều hơn. Thứ hai là cái thanh kiếm này nó sẽ cho các bạn cái khả năng hồi máu từ cái nội tại của cái thanh kiếm này. Thì cái này nó rất phù hợp nếu như các bạn sử dụng Ayaka đi một cái team mà các bạn không có quá nhiều khả năng hồi phục, hoặc là các bạn đi những cái team như là solo hoặc là duo với lại một nhân vật khác chẳng hạn. Thì lúc đấy thì cái kiếm đen nó sẽ phụ cho Ayaka khả năng hồi máu. Cái ưu điểm thứ ba của cái thanh kiếm này đó là nó sẽ cho các bạn cái sát thương của đòn tấn công thường và trọng kích. Thì nếu như các bạn nào mà đang muốn tấn công thường và trọng kích đam cao ấy, thì đây sẽ là sự lựa chọn gần như là ok thôi, hoàn hảo. Nhưng mà về nhược điểm của cái thanh kiếm này thì chúng ta sẽ có một vài nhược điểm như sau. Đầu tiên thì thanh kiếm này là thanh kiếm mà các bạn cần phải nạp. Thì cái này thì nó không giống như cái thanh Aimona là các bạn chơi F2P. Thì thanh kiếm này các bạn cần phải nạp vào game. Thì có thể là nhiều bạn sẽ không đáp ứng được cái điều kiện này. Cái nhược điểm tiếp theo đó là cái thanh kiếm này nó cho các bạn cái tỷ lệ bạo kích. Thì mặc dù cái tỷ lệ thì với Ayaka thì nó cũng tốt thật đấy, nhưng mà các bạn biết rồi đấy, Ayaka thì các bạn hay sử dụng cái bộ đó là bộ 4 dũng sĩ trong băng giá. Thì với cái bộ này các bạn có thể có một cái lượng tỷ lệ rất là cao rồi, cho nên cái việc mà thêm tỷ lệ từ cái thanh kiếm đen này nhiều khi nó sẽ không cần thiết. Tất nhiên là một vài những trường hợp các bạn vẫn có thể là sử dụng kiếm đen kết hợp với bộ 4 băng được, nhưng mà trong đa số các trường hợp thì cái combo này thì nó sẽ là hơi bị thừa tỷ lệ. Thì đấy chính là cái nhược điểm thứ hai của cái thanh kiếm này. Cái nhược điểm nữa của cái thanh kiếm này đó là các bạn chỉ được tăng cái đòn đánh thường và trọng kích từ cái nội tại của thanh kiếm ấy. Cho nên là nếu như các bạn nào mà đang muốn E đam cao hay là Q đam cao thì cái thanh kiếm này nó không đáp ứng được cho các bạn. Nó chỉ đáp ứng được đánh thường và trọng kích thôi. Nên là chưa kể là cái thanh kiếm này nó không giống như Amemona là các bạn không có cái hiệu quả nạp ấy, không được cái sạc năng lượng nguyên tố từ cái thanh kiếm. Cho nên là việc hồi năng lượng với Ayaka nó cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Thì đây chính là cái ưu và nhược điểm của cái thanh kiếm đen này. Thế thì khi nào thì chúng ta nên sử dụng cái cây kiếm đen này? Thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái kiếm đen này trong trường hợp duy nhất đó là Ayaka của các bạn ấy đang có cái lượng tỷ lệ mà nó bị thấp quá. Ví dụ như là trong đồ các bạn nó chỉ thuần tấn công và thuần sát thương bạo ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ cần cái kiếm đen này để các bạn bổ sung thêm cái tỷ lệ cần thiết cho nhân vật này. Và một trường hợp nữa đó là các bạn chưa cầm được cái bộ 4 dũng sĩ trong băng giá và các bạn đang cầm cái bộ mic đó là 2 băng 2 giác đấu chẳng hạn, thì hai cái bộ này nó không cho các bạn quá nhiều tỷ lệ đúng không? Thì lúc đấy các bạn sẽ lấy cái kiếm đen để các bạn bù tỷ lệ vào để cái tỷ lệ các bạn lên cái mức ổn định để các bạn sử dụng. Thì đấy chính là cái trường hợp mình nghĩ các bạn nên sử dụng với cái kiếm đen này. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái thanh kiếm thứ ba mà hay sử dụng cho Ayaka, một thanh kiếm 4 sao khác, đó chính là cái cây kiếm Hắc Nham. Cái kiếm Hắc Nham thì mình sẽ nói về cái phần ưu điểm của cái thanh kiếm này. Thì đầu tiên thì nó cũng có một cái thiên hướng khá là F2P giống như là cái thanh Amemona, tức là các bạn có thể là kiếm được bằng cách là mua nó ở trong cửa hàng tinh huy. Thì nếu như các bạn nào có cái tinh huy thì các bạn đơn giản là đổi cái kiếm này để các bạn sử dụng thôi. Thì đấy chính là cái ưu điểm của cái thanh kiếm này. Ưu điểm nữa của thanh kiếm này là nó sẽ cải thiện cho các bạn một cái lượng chỉ số sát thương bạo kích rất là lớn đến từ cái dòng phụ của thanh kiếm này. Và ngoài ra thì cái thanh kiếm này nó còn cho các bạn thêm cái phần trăm tấn công từ cái dòng nội tại của cái thanh kiếm này nữa. Thì đấy chính là cái ưu điểm về cái thanh kiếm này, tức là gần như nó hoàn toàn nó đẩy cho các bạn về cái ngưỡng đó là ngưỡng sát thương. Nhược điểm của cái thanh kiếm Hắc Nham ở đây thì đầu tiên thì về cái thanh kiếm này đó là các bạn sẽ cần phải đổi cái tinh huy ở trong cửa hàng. Thì nếu như các bạn không có quá dư giả cái tinh huy thì các bạn nhiều khi các bạn sẽ không đổi được cái thanh kiếm này, hoặc là có đổi thì có thể là các bạn sẽ không lấy được cái tinh luyện cao. Và nếu như các bạn muốn lấy tinh luyện cao thì các bạn sẽ cần phải đợi một cái khoảng thời gian rất là dài để các bạn có thể lấy được những cái tinh luyện cao của thanh kiếm này. Đấy là cái nhược điểm đầu tiên. Nhược điểm thứ hai đó là cái thanh kiếm này, cái nòng búp của cái thanh kiếm ấy, mặc dù nó tăng cho các bạn thêm cái phần trăm tấn công, nhưng mà vấn đề gặp phải ở đây đó là các bạn sẽ cần phải tiêu diệt cái con quái đấy thì các bạn mới nhận được cái búp. Thì nếu như trong trường hợp mà các bạn đi cái tầng, mình cứ ví dụ như thời điểm này các bạn đi tầng 12.2 đi, ở dưới các bạn gặp 3 con sứ đồ, thì nhiều khi các bạn không thể nào giết một con sứ đồ trước được. Các bạn có sẽ phải cố gắng là gom 3 con sứ đồ vào cùng một chỗ đúng không? Xong là các bạn cho lên giáp, và sau khi lên giáp thì các bạn phá giáp. Mà thậm chí là đến cái lúc phá giáp thì các bạn cũng chẳng quan tâm đến sát thương nữa. Đấy, kiểu như vậy. Cho nên là cái búp này nhiều khi nó sẽ không được triệt để. Các bạn sẽ không tận dụng được trong một vài những cái trường hợp. Hay như khi các bạn đánh vào những cái con mà nó chỉ có một con rồi chẳng hạn, thì rõ ràng là các bạn không tận dụng được cái nội tại từ cái thanh kiếm này. Thì đấy chính là cái nhược điểm của cái thanh kiếm Hắc Nham. Và một cái nhược điểm nữa, nếu như mà các bạn đang muốn so sánh với lại Amemona thì thanh kiếm này thì nó không cho các bạn thêm cái năng lượng nguyên tố để các bạn tuần hoàn combo. Thì đấy chính là cái nhược điểm của thanh kiếm này. Thì khi nào thì chúng ta nên sử dụng cái thanh kiếm Hắc Nham này? Các bạn nên sử dụng cái thanh trường kiếm Hắc Nham này, một là trong cái trường hợp là các bạn đã sở hữu cái thanh kiếm này vào một cái thời điểm nào đấy ở trong tựa game Genshin Impact mà các bạn chơi. Các bạn lấy thì đơn giản là có thì các bạn sai thôi. Đấy, thì đấy là cái trường hợp đầu tiên.
Trường hợp thứ hai ở đây đó là các bạn đang muốn cải thiện cái phần sát thương của nhân vật Ayaka, nhưng mà các bạn lại không có điều kiện để lấy được cây kiếm đen chẳng hạn. Những cái thanh kiếm mà nó mang tính chất nạp hoặc không có những vũ khí 5 sao ấy, thì cái hắc nha này nó cũng sẽ là một sự lựa chọn gần gần tương ứng với lại F2P. Đấy, thì đấy là cái sự lựa chọn với cái thanh kiếm hắc nha này. Trong cái video này thì mình sẽ còn nói đến một cái thanh kiếm nữa, mặc dù cái thanh kiếm này nó chỉ là thanh kiếm 3 sao thôi, nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là có thể đưa cái thanh kiếm này lên là một dạng làm thanh kiếm 4 sao cũng được, bởi vì các bạn cũng sẽ hay sử dụng mấy thanh kiếm này với những cái thanh kiếm 4 sao khác. Đó chính là cái thanh thần kiếm Lê Minh. Cái thanh thần kiếm Lê Minh thì các bạn biết rồi đấy, nó là một cái kiếm 3 sao và nó cho các bạn tỷ lệ và sát thương bạo kích. Thì mình sẽ phân tích qua về cái ưu nhiều nhược điểm của cái thanh kiếm này. Thì đầu tiên thì về ưu điểm thì thanh kiếm này nó cho các bạn rất nhiều tỷ lệ và sát thương, bởi vì là những cái thanh kiếm khác thì nó chỉ cho các bạn một trong hai chỉ số thôi, tỷ lệ hoặc là sát thương, nhưng mà thanh kiếm này nó cho các bạn cả hai luôn. Các bạn được cái sát thương bạo kích từ cái dòng phụ và được thêm cái tỷ lệ từ cái dòng búp. Đấy, thì cái thanh kiếm Lê Minh là cho các bạn như vậy. Và thứ hai ở đây là cái thanh kiếm Lê Minh là thanh kiếm các bạn rất là dễ lấy, bởi vì là 3 sao mà, các bạn chỉ cần gacha bình thường như là các bạn có thể ra hàng đống và các bạn có thể tinh luyện 5 một cái rất là dễ dàng. Thì đấy chính là cái ưu điểm của thanh kiếm này. Cái nhược điểm của thanh kiếm này thì nó sẽ có một vài nhược điểm như sau. Đầu tiên là cái tấn công của thanh kiếm này thì nó không cao, bởi vì nó là một thanh kiếm 3 sao. Cho nên là tấn công cơ bản của nó không cao, dẫn tới việc là những cái tấn công phần trăm khác ở trong thanh di vật các bạn nó cũng sẽ không cao. Đấy là cái nhược điểm đầu tiên. Nhược điểm thứ hai là cái dòng búp của cái thanh kiếm này ấy, là các bạn sẽ luôn luôn phải giữ cái HP của nhân vật Ayaka các bạn trên 90%. Thì cái này thì nhiều khi là với những cái bạn mà không có khả năng né chiêu, cũng như là cái nhân vật hồi máu các bạn nó không được sự mạnh ấy, hoặc là thậm chí các bạn không chơi hồi máu ấy, mà chẳng may các bạn bị tụt máu xuống dưới 90% thì coi như cái nội tại của thanh kiếm này nó bị vất. Thì đấy chính là cái nhược điểm của cái thanh kiếm này. Thế còn ngoài ra thì tỷ lệ thì nhiều khi nó cũng là một cái chỉ số không cần thiết với Ayaka, như mình có nói lúc nãy ở cái thanh kiếm đen. Thì cái thanh thần kiếm Lê Minh này nó cũng sẽ gặp một cái tình trạng tương tự như vậy. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bàn đến là cái thanh Lê Minh này thì xài đến khi nào. Thì cá nhân mình thì mình nghĩ là với Lê Minh thì các bạn sẽ xài trong trường hợp là các bạn không có sự lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như các bạn không có những cái cây như kiểu là hắc nham hay là đoạn đao, hay là không có những cái cây như kiếm đen, thì mình nghĩ lúc đấy các bạn sẽ sử dụng Lê Minh. Bởi vì các bạn biết đấy, khi mà các bạn build nhân vật Ayaka của các bạn ấy lên cái chỉ số sát thương bạo khá là cao ấy, thì lúc đấy thì cái chỉ số tấn công nó sẽ mang cho các bạn cái giá trị tốt hơn, và đam đầu ra các bạn nó sẽ tốt hơn. Và bản thân cái nhân vật Ayaka này, nếu như các bạn sở hữu cái cây Lê Minh ấy, thì cái tấn công cơ bản của nó rất là thấp, như mình có nói lúc nãy ấy. Cho nên là các việc mà các bạn nhận thêm những cái boost tấn công từ đồng đội ấy, hoặc là từ những cái thánh di vật của nhân vật Ayaka này, nó sẽ rất là bị hạn chế. Ví dụ như các bạn đi cùng với lại một con mà cầm thiên nham sách dầu chẳng hạn, Kokumi hay là Mona gì đấy, thì rõ ràng là cái lượng tấn công được boost thêm cho nhân vật Ayaka ở đây nó không nhiều, bởi vì là do cái nhân vật này cầm Lê Minh nên là nó bị ảnh hưởng đến cả những con support nữa. Cho nên là cá nhân mình thì mình nghĩ là các bạn sẽ chỉ sử dụng cái thanh kiếm Lê Minh này khi mà các bạn không có một sự lựa chọn nào mà nó hoàn hảo hơn. Ok, vậy là chúng ta đã xong những cái thanh kiếm mà để có thể sử dụng cho nhân vật Ayaka 4 sao và có thể là 3 sao rưỡi gì đấy. Cái này thì mình cũng không đánh giá được, nhưng mà mình cứ thêm cái thần kiếm Lê Minh vào đây để cho các bạn dễ so sánh mà cũng như là đánh giá nhé. Ok, thì trong cái video này thì mình không có nói tất cả những cái vũ khí 4 sao có thể dùng cho Ayaka. Ngoài ra thì nó sẽ còn một vài những cái vũ khí khác mà các bạn có thể sử dụng cho nhân vật này, như là cái kiếm sáo hay là cái kiếm rồng gì đấy, các bạn vẫn có thể là sử dụng được. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là nó không thực sự hiệu quả từ những cái dòng búp của cái thanh kiếm này, và cái hiệu quả của nó mang lại nó không cao, nên là mình không đưa vào trong cái danh sách của ngày hôm nay. Và nếu như trong trường hợp mà các bạn không biết sử dụng cái gì ấy, thì mình nghĩ các bạn cứ sử dụng cái Amemona cho mình, bởi vì cái thanh kiếm này là thanh kiếm F2P mà gần như các bạn ai cũng có thể sở hữu được, nên nó rất là tiện lợi dành cho việc mà các bạn build nhân vật Ayaka. Ok, và cái nội dung video của mình hôm nay là kết thúc rồi. Hy vọng là qua cái video này thì các bạn có thể là nắm qua được những cái ưu nhược điểm của cái thanh kiếm 4 sao, và tùy vào tình huống thì các bạn có thể lựa chọn những cái thanh kiếm nó phù hợp với nhân vật Ayaka của mình. Và như thường lệ thì nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn để lại cho mình một like, và nếu như đây là lần đầu các bạn xem video của mình thì đừng quên để lại cho mình một đăng ký, cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Và ngoài ra thì các bạn còn có những cái thắc mắc gì liên quan đến nhân vật Ayaka thì các bạn có thể là thoải mái comment xuống bên dưới, và mình sẽ đọc comment và mình sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn trong các số video tiếp theo. Bye bye.